Chào các bạn. Hôm nay chúng muốn nói về một cái chủ đề là mình bỏ cái gì thì sẽ được tất cả. Có thể bạn đã từng nghe cái câu những cái bài giảng có chủ đề là bỏ tất cả thì sẽ được tất cả. Tất cả ở đây đấy là vũ trụ lót, giống như anh Trí nói đấy, ha, anh Trí hay nói vũ trụ lót, đúng vũ trụ lót. Nhưng mà vũ trụ lót một cách nói thôi. Tại vì ngay cả vũ trụ lót cũng đâu có so sánh được với tất cả những cái của cải châu báu của tất cả vũ trụ, đúng không? Thành ra vũ trụ lót là một cách nói để mình có thể hình dung được đó là một cái gì rất là quý, rất là quý báu, một cái gì mà tâm trí không thể hiểu được, không có thể khái niệm được. Thì trong đời sống mình có thể nghĩ đến những thứ mà mình cho là quý báu đối với một người. Thì những cái thông thường như là tiền bạc, tài sản, của cải, danh tiếng, địa vị xã hội. Sự thành đạt trong nghề nghiệp, trong thương được là người giàu nhất trên địa cầu này, ví dụ như là Jeff Bezos của hãng Amazon ấy, hoặc là Elon Musk, hoặc là cái ông gì mà giàu nhất thế giới đó mà người Pháp chứ không có nhớ tên. Tức là mình được người ta biết đến như một người có rất là nhiều tiền, nhiều của, nổi tiếng, hoặc là mình thích có một người vợ, người bạn gái, người bạn trai, người chồng, partner của mình, là cái điều mình quý báu nhất. Hoặc mình thưởng thức những món ăn ngon, những món uống đặc thù, thích đi du lịch, thích khám phá, phát minh một cái gì đó. Thích chuyện gối chăn. Thì trong năm cái dục lạc của Đạo Phật hay nói đến đó, nó còn một món nữa là thích ăn, thích ngủ, thích ngủ, thích ngủ. Thì tùy mỗi người, nó có những cái mình cho là quý đối với mình.
Thì trong con đường, trên con đường tâm linh, trên con đường tỉnh thức, khi các bạn tiếp xúc với biên giới cuối cùng của mê mờ và tỉnh thức, trước khi mình tỉnh thức, thì bạn sẽ được thử thách, sẽ làm một bài toán cuối cùng, một cuộc thi cuối cùng, để biết rằng cái gì mình quý nhất. Nếu bạn nghĩ bạn quý về tiền bạc, của cải, danh tiếng, sự nghiệp, tình dục, chuyện ăn uống, chuyện ngủ nghỉ, thì tất cả những cái đó sẽ được thử thách. Thế bạn phải vượt qua. Nếu bạn vượt qua năm cái thứ gọi là ngũ dục, những cái điều của con người ham muốn, năm cái điều mà con người ham muốn đó, thì các bạn sẽ được tiết lộ một cái các bạn quý hơn tất cả những cái đó nữa. Cái các bạn quý nhất trong tất cả những cái gì mình sở hữu là cái gì? Là tiền bạc, là danh vọng, là sắc dục, là địa vị xã hội, là chuyện ăn uống, là chuyện ngủ nghỉ, hay là có một cái gì khác các bạn quý hơn tất cả những cái đó? Thì đến lúc trước khi các bạn có thể đi qua cái ranh giới cuối cùng của tỉnh thức và mê mờ, thì các bạn sẽ được đối diện với một cái, sẽ phải đối diện một cái nỗi sợ lớn nhất của mình, mà có thể các bạn chưa hề biết đến. Thì đó là cái phút giây thử thách biên giới cuối cùng trước khi tỉnh thức. Các bạn sẽ được, sẽ phải đối diện với những cái nỗi sợ đó. Các bạn có dám đánh đổi cái mình quý nhất đó không? Ngay phút giây cuối cùng đó, trước khi bước qua cánh cửa của tỉnh thức. Nếu các bạn chưa có sẵn sàng để đánh đổi cái đó, thì các bạn sẽ ở lại trong cái thế giới của mê mờ. Vì mình vẫn còn cái để mình bám chấp vào. Thì trong cái trải nghiệm của chủ đó, cái nỗi sợ lớn nhất của chủ là sẽ bị điên, mất trí, thành một người mất trí, ăn mà cũng có biết, cũng có nhai được thức ăn luôn, thức ăn bỏ miệng xong rồi rớt ra, đứng miệng thì chạy. Thì lúc đó cái nỗi sợ đó nó ra, anh bảo nếu mà bạn bước đến một bước nữa thì bạn sẽ mất trí, sẽ điên, thành một người điên.
Thì nếu đó là nỗi sợ của bạn thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ bước thụt lùi. Hay là bạn chấp nhận sẽ bị điên. Nếu cái mà bạn quý nhất là danh tiếng của bạn, ví dụ như là người giàu có nhất thế giới này, Jeff Bezos hay là Elon Musk hay là những cái người mà giàu có nhất thế giới này, thì lúc đó nó sẽ dò bạn là bạn sẽ mất những cái đó, mất cái mình quý nhất. Thì tự trung tất cả năm cái ngũ dục, năm cái điều mà con người ham muốn nhất ở trong đạo Phật nói đó, thì thực ra đó năm cái đó cũng chưa phải là cái mà bạn quý nhất, tại vì năm cái đó nó là nằm chung quanh một cái trung tâm, thì cái trung tâm đó, đó là cái mà bạn quý nhất, thì cái mà năm cái kia nó phục vụ cho cái đó, cho cái trung tâm đó, đó. Thì cái mà các bạn quý nhất là cái tôi của mình. Cái mà ham muốn cái này, khao khát cái kia. Cảm nhận là một cá thể biệt lập. Cái cảm nhận riêng tư của một con người, cái tôi, vì có cái tôi thành ra, vì tin rằng là mình có thật, mình là một cá thể biệt lập, thành ra mình muốn được người ta biết đến qua sự giàu có, qua danh vọng, qua địa vị xã hội, qua tiền bạc, của cải, chức vụ trong nghề nghiệp. Thì trước khi bạn tỉnh thức, thì cái mà bạn quý nhất phải được đánh đổi. Bạn có chấp nhận đánh đổi cái bạn quý nhất không? Không có điều kiện, không có bảo đảm gì cả. Giống như mình trao một cái gì quý nhất cho mình, cho người nào đó. Mà không có bảo đảm gì cả. Không có bảo đảm là bạn sẽ tỉnh thức. Không có bảo đảm là bạn sẽ an toàn. Bằng trao cái sinh mạng của bạn đánh đổi một cái gì không có bảo đảm. Không có chắc chắn gì cả. Không chắc chắn tỉnh thức sẽ đến, xảy ra sau đó. Thì cái gọi có thể gọi là lòng can đảm hay là liều, mặc dù mình không có biết cái kết quả nó như thế nào, có thể nói là tin một cách mù quáng đó, nhưng mà bây giờ đến cái chỗ thử thách cuối cùng rồi, nhưng mình đứng treo lên đến vách núi đó, có dám nhảy xuống không? Nhảy xuống bờ vực, nhảy xuống núi,
chân đúng. Nhìn xuống người thấy xa quá, không biết cái đáy nó ở đâu. Mà không có cái bọc đạn là mình nhảy xuống nó sẽ có cái gì đỡ mình. Lúc đó bạn có dám nhảy không? Không sợ chết. Chết thôi. Thì đó là cái thử thách cuối cùng. Và không bỏ đạo là bạn sẽ tỉnh thức. Bạn sẽ không chết. Không có gì bỏ đạo hết. Nhưng bạn có dám vượt rào mạo hiểm. Không sợ. Chết thôi. Điên cũng được. Mất hết tất cả cũng được. Danh vọng, địa vị xã hội, tiền bạc, của cải, sắc dục, quan hệ, luyến ái, tất cả, tất cả. Thì trong con đường, trên con đường tâm linh là con người thường nghĩ là mình tỉnh thức là mình còng vào thêm một cái nữa, giống như mình có 10 đồng, bây giờ mình muốn thêm đồng 11 đồng hay là 1.000 đô nữa, thế cộng vào cái 10 đồng mình đang có. Thì trong tỉnh thức nó không có phải như vậy. Trên con đường tâm linh và tỉnh thức thì tỉnh thức là trừ ra hết, trừ tất cả những cái bạn đang có và đánh đổi tất cả đó, mà mất tất cả là như vậy đó, là không phải cộng vào thêm một một cái gì đó cho mình nữa, mà cái tỉnh thức nó trừ hết ra, trừ hết tất cả những cái bạn đang có, lấy hết những cái bạn đang có và phải đánh đổi tất cả những cái gì mình đang có mà mình cho là quý nhất, để không biết là có được cái gì không. Sự thật là như vậy, không biết là có được cái mình ao ước không. Nhưng mà trong cái không bảo đảm đó, trong cái không có gì chắc chắn đó, bạn có dám mạo hiểm không? Dám đánh đổi tất cả những cái gì bạn có, bạn quý nhất. Không biết nó có được hay không? Thì đó là câu hỏi bài tập cho bạn chuẩn bị tinh thần tâm lý để khi nó đến cái chỗ đó, cái biên giới cuối cùng đó, bạn biết bạn cần phải làm gì. Thì chú vẫn nghĩ là trên đường tỉnh thức á, mình nên có một vị thầy tâm linh biết cái đường đi như thế nào để hướng dẫn cho mình. Và nếu mình đi một mình á, thì có thể có vấn đề. Có nhiều người đi sai đường thì bị những cái tai nạn trên đường tâm linh này nọ. Thì chú nghĩ các bạn nên có một cái người mà mình tin tưởng để hướng dẫn cho mình trước khi mình đi đến cái chỗ cuối cùng đó, nếu mà các bạn được hướng dẫn đó, thì sẽ biết mình cần làm gì. Còn nếu không đó, những cái sợ của mình từ trước giờ mình chưa bao giờ đối diện, thì bây giờ có thể mình cũng dám bước tới một bước nữa. Thành ra cái chuẩn bị cái chuyện mà cần một người hướng dẫn cho mình rất là quan trọng. Thì đây là cái điều chúng muốn chia sẻ hôm nay. Hy vọng các bạn có dịp chiêm nghiệm thêm về cái điều này. Chúc các bạn thành công.